Những sai lầm khi dùng thẻ tín dụng khiến bạn vỡ nợ. Cà nát thẻ là câu nói mà nhiều bạn trẻ ngày nay thường dùng để nói về sự tiện dụng khi dùng thẻ tín dụng. Đi ăn hết vài trăm nghìn quẹt thẻ, đi shopping quẹt thẻ, vào siêu thị lỡ thích cái tivi mới quẹt thẻ, ưng bộ mỹ phẩm cũng quẹt thẻ. Thích thì cứ quẹt thẻ, vậy là có ngay rồi. Quá tiện dụng đúng không nào? Chả phải suy nghĩ về việc còn tiền hay là hết tiền. Chả phải suy nghĩ về việc là mua món đồ này rồi thì có đủ tiền để trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền ăn hay không. Có thẻ tín dụng rồi, lo gì nữa? Tiêu chuẩn để sở hữu một chiếc thẻ tín dụng khi các cơn hàng bộc lên như nấm là không quá khó. Chỉ cần chứng minh thu nhập ổn định là bạn có thể gia nhập vào nhóm người chi tiêu phong cách quẹt thẻ. Từ hạn mức vài chục triệu đồng, nhiều ngân hàng đã đẩy cuộc đua mở thẻ với hạn mức lên đến vài trăm triệu đồng, thậm chí là có thể lên tới 1 tỷ đồng, tùy yêu cầu khách hàng được tính chấp hay là phải thế chấp. Số liệu thống kê của một ngân hàng cho thấy chủ thẻ người nước ngoài trung bình chi tiêu là 40-50 đô la một lần, còn chủ thẻ Việt Nam chi tiêu khoảng là 130 đô la một lần. Chủ thẻ người Việt Nam xài sang hơn cả người nước ngoài. Chỉ cần quẹt lại có thể thanh toán bất cứ thứ gì, khiến người sử dụng quên đi cảm giác là sót tiền và quên luôn mình có bao nhiêu tiền. Sự tiện dụng của thẻ tín dụng đã khuyến khích con người tiêu dùng nhiều hơn và giáo dục họ hình thành thói quen chi tiêu trước và trả sau. Đây vừa là lợi thế và cũng là mối hiểm họa khiến bạn vỡ nợ. 1. Ưu đãi lớn khi sử dụng thẻ tín dụng là một cái bẫy. Khoản vay tín dụng là khoản vay phát sinh lãi, nên các ngân hàng thường tung ra rất nhiều chương trình khuyến mãi để khuyến khích mọi người sử dụng thẻ. Khi bạn kích hoạt thành công thẻ tín dụng là lúc mà bạn bắt đầu thế chấp uy tín để vay tiền trước từ ngân hàng cùng với những điều khoản ràng buộc kèm theo. Sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra nếu các khoản nợ của bạn được thanh toán đúng hạn. Tuy nhiên, nếu việc thanh toán bị chậm trễ, bạn sẽ phải gánh một khoản lãi suất cắt cổ. Xin nhắc lại, nợ thẻ tín dụng là loại nợ đáng sợ nhất bởi lãi suất rất cao, rơi vào khoảng từ 20-30% một năm. Rất nhiều người sử dụng mắc nợ chỉ vì lý do không nhớ ngày thanh toán. Các khoản nợ này sẽ bị ngân hàng cộng dồn và quy vào khoản phạt trả chậm. Bên cạnh đó, nếu bạn chi tiêu không kiểm soát thì bạn rất dễ rơi vào tình huống chi tiêu vượt quá khả năng có thể chi trả. Khoản nợ này càng lớn thì lãi suất mà bạn phải chi trả thì càng cao. Lúc này, bạn không chỉ gánh khoản lãi mà còn gánh thêm khoản phạt trả chậm 4% khoản nợ tối thiểu. Ví dụ, nếu trễ hạn thanh toán dù chỉ một ngày, lập tức toàn bộ hơn 50 triệu đồng số dư trong tài khoản đã chi tiêu trong tháng bị biến thành khoản vay với lãi suất lên đến gần 30% một năm, nghĩa là phải trả lãi 1,25 triệu đồng mỗi tháng. Chưa kể, còn trả thêm chi phí chậm thanh toán bằng 4% khoản nợ tối thiểu. Bên cạnh đó, vai trò chính của thẻ tín dụng là thanh toán chứ không phải để rút tiền mặt. Tuy nhiên, không ít người vẫn quên khuấy điều này dù tất cả các nhà phát hành đều tính phí rút tiền mặt khá cao, từ 3-4% số tiền rút. Chưa kể, khoản tiền này sẽ được xem như là khoản vay cá nhân với lãi suất được tính ngay từ thời điểm rút tiền. Nếu bạn sử dụng càng nhiều thẻ tín dụng thì nguy cơ khoản vay sẽ tăng lên mức kiểm soát và bạn sẽ trở thành một con nợ. 2. Lợi thế trả trước của thẻ tín dụng là cái bẫy khiến chúng ta chi tiêu mất kiểm soát. Việc thanh toán bằng thẻ sẽ khiến bạn khó kiểm soát mức chi tiêu của mình. Nếu bạn không nghiêm túc ghi lại những khoản tiêu một cách cụ thể, thì việc nhớ nhớ quên quên về số tiền đã sử dụng khiến bạn quên đi số tiền bạn đang có. Và số nợ tín dụng mà bạn đã sử dụng khiến bạn chi tiêu mất kiểm soát. Ví dụ ha, nếu bạn sử dụng tiền mặt để mua sắm, lúc mua hàng, bạn sẽ phải đắn đo cân nhắc về chi phí bạn phải trả. Vì vậy, bạn sẽ cân nhắc kỹ càng hơn trước bỏ quyết định mua hàng. Nhưng nếu bạn sử dụng thẻ không cầm tiền trực tiếp, nên bạn sẽ mất cảm giác sót tiền hoặc là tiếc tiền. Bên cạnh đó, vì có một tài khoản có thể thanh toán trả trước, bạn sẽ quên đi cảm giác lo kỹ về tiền, nên bạn cũng thoải mái trong việc chi tiêu hơn. 3. Bỏ qua quy định khi dùng thẻ. Đôi khi vì không đủ kiên nhẫn cũng như coi thường cho rằng bản thân đã biết nên không ít người sẵn sàng bỏ qua các quy định khi dùng thẻ tín dụng. Chính các quy định này sẽ giúp bạn sử dụng tối đa lợi ích, tránh được những hậu quả xấu ảnh hưởng đến tài chính và đưa ra quyết định mua sắm thông minh hơn. Đặc biệt, bạn nên quan tâm đến mức lãi suất, các loại phí và chu kỳ thanh toán. Chẳng hạn, nếu bỏ qua thông tin quy định về chu kỳ thanh toán, thẻ tín dụng thông thường được sử dụng trong thời hạn là 30 ngày, và đến cuối kỳ hạn,
bạn phải thực hiện thanh toán để trả nợ ngân hàng. Nếu bạn không thể thanh toán hết số nợ, có thể thanh toán trước 10% hạn mức trước thời hạn thanh toán và ký nợ với số nợ còn lại vào tháng tiếp theo. Đồng nghĩa rằng bạn phải chịu mức lãi suất cho số nợ này. Mức lãi suất này tùy thuộc vào thời hạn bạn hoàn tất việc thanh toán cũng như giá trị số nợ. Như vậy, nếu không tìm hiểu kỹ về những thông tin này, có thể bạn sẽ trở thành con nợ dai dẳng của ngân hàng và sẽ gặp rắc rối trong cuộc sống cũng như việc quản lý tài chính cá nhân của bạn. 4. Cho người quen mượn thẻ tín dụng. Thẻ tín dụng khác với thẻ ATM, bạn không cần phải nhập thông tin mật khẩu khi thực hiện thanh toán. Do đó, với những khoản sơ suất nhỏ như cho người thân, bạn bè mượn thẻ hay vô tình làm mất thẻ cũng là nguyên nhân khiến bạn mất tiền oan. Đây là một trong những sai lầm khi dùng thẻ tín dụng mà nhiều người mắc phải. Nó sẽ tiết lộ thông tin cá nhân, gây mất an toàn khi giao dịch. Điều này cực kỳ nguy hại và bạn sẽ gặp phải những rắc rối mà không thể lường trước được. Chính vì thế, tuyệt đối không nên giao thẻ tín dụng cho người khác với bất kỳ một lý do nào. 5. Chi tiêu chỉ để nhận các phần thưởng. Những phần thưởng đi kèm thường rất hấp dẫn. Tuy nhiên, bạn cần phải cân nhắc thật kỹ giữa lợi ích và nguy cơ mà mình có thể phải đối diện. Nhiều người mặc dù không có nhu cầu tiêu dùng, nhưng chỉ vì có chương trình khuyến mãi, nên bạn tìm một cách tiêu cố để được nhận quà. Và hậu quả là giá trị món hàng chẳng được bao nhiêu, nhưng nếu nợ tín dụng mà không trả được thì phải chịu lãi suất cắt cổ. Nhiều người nhầm tưởng phần thưởng là một khoản hời, nhưng đó thực ra là một chiêu thức của ngân hàng khiến bạn phải chi tiêu nhiều hơn. Nếu bạn vượt quá giới hạn và phá vỡ sự cân bằng tài chính của mình, cái giá mà bạn phải trả còn đắt hơn giá trị phần thưởng mà bạn nhận được. Vì vậy, hãy thực sự tỉnh táo và thông minh trước khi sử dụng thẻ tín dụng để không mắc phải những bẫy tài chính khiến bạn vỡ nợ. Vậy là tôi đã chỉ cho bạn những sai lầm phổ biến mà nhiều người sử dụng thẻ tín dụng hay mắc phải. Tôi hy vọng video này sẽ giúp bạn hiểu và nhận ra những sai lầm để có những quyết định tài chính thông minh hơn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy like và share nó tới những người mà bạn cho là cần thiết. Đồng thời hãy nhấp vào nút đăng ký và biểu tượng hình quả chuông để nhận được thông báo sớm nhất video mới của tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.